Xin kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Bình Hưng Hòa. Rất vui được gặp lại các em trong tiết học ngày hôm nay. Tiết học trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau đi vào ôn tập về số tự nhiên rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào ôn tập về phần phân số nhé. Trước khi vào bài thì cô muốn nhắc lại cho các em nhớ, phân số gồm có hai phần, tử số và mẫu số. Trong đó, tử số nằm trên dấu gạch ngang và mẫu số thì nằm ở dưới dấu gạch ngang. Lưu ý là mẫu số phải luôn luôn khác không? Điều này các em phải nhớ nè. Mẫu số chính là số phần được chia ra, còn tử số là số phần lấy đi. Nghe như thế này thì có nhiều em vẫn chưa nhớ bài. Vậy thì để nhớ bài hơn, cô sẽ cho các em một ví dụ nhỏ nhỏ nhé. Các em nhìn giúp cô ở hình số 4. Ở hình số 4, cô đã chia hình chữ nhật này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 phần bằng nhau. Nên 8 chính là mẫu số. Cô đã tô màu 3 phần bằng nhau. Vậy 3 sẽ là tử số. Vậy cô nói rằng phân số chỉ phần tô màu của hình 4 chính là 3 phần 8. Quá dễ đúng không các em? Tương tự như vậy, các em hãy viết phân số chỉ phần đã tô màu của hình 1, hình 2 và hình 3 giúp cô nhé. Liên quan đến phân số của lớp 4 chính là hỗn số của lớp 5. Các em đã được học đầu năm nay rồi đấy. Vậy các em có nhớ hỗn số là số như thế nào không? Cô nhắc lại cho các em nhớ nhé. Hỗn số gồm có hai phần, phần nguyên và phần phân số. Cũng chưa nhớ hả? Cô làm mẫu nhé. Các em nhìn vào hình số 4. Để biết được phần đã tô màu của hình số 4, thì ta thấy rằng hình số 4 gồm có 5 hình tam giác nhỏ bằng nhau. Ở đây cô đã tô màu 4 hình tam giác rồi, nên 4 sẽ là phần nguyên. Còn lại hình tam giác thứ 5. Hình tam giác thứ 5 cô chia ra làm 2 phần bằng nhau, nên 2 sẽ nằm ở dưới mẫu. Cô tô màu 1 phần bằng nhau, nên 1 sẽ nằm ở trên tử số. Vậy hỗn số chỉ phần đã tô màu của hình 4 chính là 4 và 1 phần 2. Các em đã nhớ bài rồi đúng không nào? Tiếp tục làm tiếp cho cô viết hỗn số chỉ phần đã tô màu của ba hình trên này nhé. Ngoài ra, ở phần phân số, cô còn muốn nhắc cho các em nhớ đến kiến thức rút gọn phân số. Vậy rút gọn phân số để làm gì? Rút gọn phân số để ta được một phân số có tử số và mẫu số bé đi mà phân số mới vẫn bằng phân số đã cho. Vậy phân số để có được cái phân số mới mà vẫn bằng phân số đã cho thì chúng ta lại phải nhớ lại tính chất của phân số mà các em đã được học ở lớp 4. Đó chính là các em nhớ khi chúng ta nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số tự nhiên khác không thì chúng ta sẽ được một phân số mới sẽ bằng phân số đã cho. Ở đây, khi chúng ta rút gọn phân số, chúng ta có thể làm các bước như sau. Cô lấy ví dụ, cô có phân số 3 phần 6. Đầu tiên, cô phải xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1 nào. Cô thấy tử số 3 và mẫu số là 6 cùng có thể chia hết cho 3. Cho nên, cô sẽ chia cả tử số và mẫu số cho 3. Cô sẽ được phân số 1 phần 2. Vậy cô rút gọn phân số 3 phần 6 thì cô sẽ được phân số 1 phần 2. Lưu ý với các em đó là không phải phân số này, có một số phân số mà rất là lớn, có tử số và mẫu số rất là lớn. Cho nên là các em có thể rút gọn từ từ. Các em có thể rút gọn đến cứ làm liên tục cho đến khi chúng ta nhận được phân số tối giản. Phân số tối giản là gì? Phân số tối giản chính là phân số mà chúng ta không thể rút gọn được nữa các em ha.
Tương tự như thế, các em hãy làm cho cô bài tập số 2, rút gọn các phân số dưới đây. Bên cạnh rút gọn phân số thì còn một kiến thức nữa cô cũng muốn nhắc đến cho các em, đó chính là quy đồng mẫu số các phân số. Vậy thì để quy đồng mẫu số các phân số thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Cô có một ví dụ là cô muốn quy đồng mẫu số 2 phân số 3 phần 4 và phân số 2 phần 5. Để quy đồng mẫu số 2 phân số này, đầu tiên cô phải xác định được mẫu số chung. Mẫu số chung chính là gì? Mẫu số chung chính là mẫu số mà chúng ta có thể chia hết cho tất cả các mẫu số của các phân số mà chúng ta cần phải quy đồng. Ở đây, phân số 3 phần 4 có mẫu số là 4, phân số 2 phần 5 có mẫu số là 5. Vậy, cô đi tìm mẫu số chung của hai mẫu số này. Cô thấy rằng 20 có thể chia hết cho cả 4 và 5. Nên mẫu số chung cô lấy lúc này chính là 20. Bước thứ hai, sau khi chúng ta đã xác định được mẫu số chung rồi thì các em sẽ tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của các phân số. Nói nghe thì chúng ta khó hình dung. Cô lấy ví dụ như thế này cho em dễ nhìn nè. Mẫu số của phân số 3 phần 4 là 4 và mẫu số chung là 20. Cô sẽ lấy 20, cô chia cho 4, được thương là 5. Cô sẽ lấy thương là 5 mà cô vừa tìm ra được đó. Cô sẽ nhân với cả tử và mẫu của phân số 3 phần 4. Thì cô sẽ được phân số là 15 phần 20. Cô có được một phân số có mẫu số là 20, mẫu số chung này, các em thấy chưa? Tương tự như thế, với phân số thứ hai, phân số 2 phần 5. Phân số 2 phần 5 có mẫu số là 5. Cô lấy mẫu số chung là 20, cô chia cho 5. Cô có thương là 4. Cô lấy 4, cô nhân với cả tử và mẫu của 2 phần 5. Cô sẽ được phân số 8 phần 20. Vậy cô nói rằng cô quy đồng mẫu số 2 phân số 3 phần 4 và 2 phần 5. Cô sẽ được hai phân số mới, đó là 15 phần 20 và 8 phần 20. Quá đơn giản đúng không các em? Dựa vào cái cách quy đồng mẫu số các phân số này, các em hãy quy đồng mẫu số các phân số dưới đây giúp cô. Và kiến thức cuối cùng về phân số mà cô muốn nhắc lại cho các em, đó chính là cách so sánh các phân số. Chúng ta đầu tiên sẽ tìm cách so sánh các phân số có cùng mẫu số. Vậy thì các phân số đã có cùng mẫu số rồi, chúng ta chỉ việc so sánh tử số mà thôi. Phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Còn nếu trong trường hợp hai tử số bằng nhau thì ta sẽ có hai phân số đó bằng nhau. Trong trường hợp bây giờ chúng ta không phải phân số có cùng mẫu số mà phân số có cùng tử số thì chúng ta sẽ so sánh ngược lại thôi. Chúng ta sẽ so sánh mẫu số ha. Và ngược lại với cách so sánh phân số có cùng mẫu số trên này thì với phân số có cùng tử số, ta so sánh mẫu số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lại lớn hơn. Còn phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó lại bé hơn. Rồi, trường hợp thứ ba chúng ta cần phải so sánh, đó là so sánh phân số khác mẫu số. Với phân số khác mẫu số thì lúc này chúng ta sẽ đưa quy đồng mẫu số hai phân số đó để chúng trở thành những phân số có cùng mẫu số. Rồi chúng ta sẽ so sánh tử số của các phân số mới đó, giống như cách so sánh phân số có cùng mẫu số ở trên này đây các em. Đây chính là cách so sánh các phân số. Dựa vào ghi nhớ này, các em hãy làm cho cô bài tập số 4, so sánh các phân số có cùng mẫu số, phân số có cùng tử số và phân số khác mẫu số dưới đây nhé.
Vậy thì so sánh các phân số còn giúp các em có thể sắp xếp được các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé nữa đấy. Vậy thì các em hãy dựa vào cách so sánh các phân số để xếp các phân số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn giúp cô, được không nào? Nội dung bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hãy hoàn thành các bài 1, 2, 3, 4 và 5 vào vở. Hạn chót cho các em nộp bài là 22 giờ thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2020. Hình thức nộp bài cho các em là các em sẽ chụp bài kết quả của mình rồi gửi qua Zalo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc có thể gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để nộp bài nhé.